Nào, 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 đá đi, đá đi. Nào. Đây. Ê, 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 hấp. Bắt lấy này. Khỉ nào siêu thật đấy. Tớ chịu thua rồi. Mình tớ thách cả hai cậu đấy. Chẳng qua là do cái bụng tớ đang đói. Chứ không thì... Ôi mưa rồi, tìm chút chú thôi Lu. Chúng mình chạy lại đằng kia đi. May quá, chúng mình có một mái nhà thật tuyệt. Heo còi, heo còi, mau vào đây chú mưa. Chỗ này chỉ vừa đủ cho tớ và cậu thôi mà. Bọn mình đứng sát lại là được mà. Cảm ơn các bạn. Sóc, mèo ơi, mau lại đây. Chật chội thế này không mà ướt hết. Thế, sát lại bên nhau, nhích lại chút nữa nào. Đấy, cảm ơn các bạn. Các cậu cho tớ chút mưa quá. Cậu khỏe thế thì sợ gì mưa chứ. Thôi thôi nào, đừng giận nhau nữa. Ghét quá các bạn ơi. Các bạn đứng sát vào nhau cho ấm nào. Ồ, ngoài kia trời mưa lạnh, mà sao tớ thấy ấm áp quá. Tớ cũng thấy ấm áp quá. Tớ mong trời cứ mưa mãi. Đúng là Lu ấm thật đấy. Thật tuyệt vời, mái nhà chung ấm áp của chúng ta. Oh,
Thank you.
Sao chẳng chỗ nào có cá vậy nhỉ? À, kia rồi, nhiều cá quá. Có thế chứ. À, đây rồi, chỗ này tuyệt. Ngồi đây mát ghê, lại êm nữa chứ. Quái, tảng đá mình ngồi đâu nhỉ? À, mày đây rồi, tao sẽ cho mày biết tay. Không biết nó trốn đâu mất rồi nhỉ? Thôi chắc nó chạy mất rồi. Đành về vậy. Ra đi không thì bảo. Xem người trốn trong đó được bao lâu. Này trốn này, này trốn này, trốn này. Nhả ra, nhả ra. Nhả ra. Có cách rồi. Để xem mi có chịu nhả ra không. Lu, con bị làm sao thế này? Bun ơi, cậu nghĩ cách gì cứu tớ với?
Muốn rùa há mồm ra, chỉ có một cách là có một tiếng nổ thật lớn. Cách gì cũng được, cậu nghĩ mau lên. Tớ có cách rồi. Đau, đau quá. Mau lên. Sách gì đây nhỉ? Còn thiếu thứ gì nhỉ? Không biết đã thành công chưa nhỉ? Kệ, phải thử cái đã. À, đấy rồi. Tuyệt vời. Yeah. Thành công rồi, thành công rồi. Không biết dung dịch này có tác dụng với các loài vật không nhỉ? Thank you.
chà, hiệu nghiệm quá. Mình phải tìm trò vui với lọ dung dịch này thôi. Có mỗi cái xích đu mà cứ nhạng dị cả lên. Thế cậu có định chơi xích đu không đấy? Cái trò rửa éc đó đầy chá thèm. Chúng mình đi thôi. Chúng mình chơi trò này sẽ thích lắm đấy. Được rồi, chơi để tớ treo cho. Tốt rồi đấy. Được rồi. Chúng ta cùng chơi thôi. Thích quá.
Chàng lưu xấu tính rồi. À, chúng ta giả vờ như không biết, phải cho lưu một bài học mới được. Yên tâm, vũ khí của tớ đây. Da 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 di da, da 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 di da, da 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 di da. Bắt đầu nhé. Lẽ chúng nó sửa lại rồi à?